đây có tính tiền không? Nãy giờ kêu tính tiền mà không á. Nãy giờ tôi đợi bà đó chứ không mà tôi đi nãy giờ rồi. Nãy giờ kêu tính tiền mà không có chịu ra tính tiền. Ba trái dừa bao nhiêu tiền? Ekip tính tiền rồi anh. Ekip nào? Ekip mấy khi người mặc áo da là không tin. Ekip chương trình đó hả? Đó. Trời ơi quý hóa quá dạ. Ai muốn đừng có nên làm như vậy cái gì. Cái nào đẹp hơn? Thôi màu đỏ đi anh ơi. Cái này đẹp hơn. Cái này được đỡ hơn nhưng mà cái này nó sang nhưng mà đang lên hình đẹp hơn. Một tố lật mặt của anh nghĩ. Lên hình đẹp hơn. Lật mặt gì đúng thì thôi chứ. Tại vì chưa thấy, hồi nãy chưa thấy cái kia. Cho nên là mình hùa theo là cái đó vẫn đẹp. Anh uống nước dừa đi nha.